The Too Many. Ok, cái bờ đã xin nè. À, cho cái ôn này bán đi xài lại tính nào ta? Bán đi xây lại. KK này sao bán? Đục cái này bán căng nha. Cái bán căng á. Không đưa ạ, tôi làm với cây này ta. Làm cây siêu 5 giá rẻ đó. Siêu 5 nha. Siêu 5 này bán nhiều á. Làm cây siêu 5 giá rẻ rẻ đó. Làm cây siêu 5 ơi. Siêu 5 bữa nay là đi ok luôn á. Bữa nay ok nó bán nhiều à. Siêu 5 đó. Mới đó. Rudigo số lại 5 luôn. Bữa nay ạ, toàn hàng có hàng lỗi giá đó. Này nha. Anh em để ý đi, tôi ưu tiên cho anh em lúc nào nó cũng sẽ là bán và nó lời hết chứ. Anh em hiểu không? Anh em để ý, mỗi lần tôi ưu tiên cho lúc nào anh em cũng lời hết chứ. Anh em đá không được em bán nó vẫn lời. Tôi không bao giờ build cho anh em mà lỗ chứ. Build là phải lời. Nó không cái mặt chất lượng thì nó cũng về mặt kinh tế. Được không? 6.000 tỷ AB cũng được nha. Mấy con kia khỏi mấy trăm tỷ bỏ. Tôi tại vì còn có một con mấy con ngàn mấy nó 6.000 tỷ AB trắng. Đập về một mà bán à. Ok, con KK này về một bán được nhiêu ta? 13k nhưng mà con KK hết 2 mấy rồi, hai con này hết 3.000 rồi, 3.000. Còn 10.000 thôi về 6.000. Con chưa kể mấy con này chưa bán anh chứ. Chưa kể mấy này chưa bán anh chứ. Đúng không? Ai nào lứt giùm lươi con cắt lót này cũng được, 1.000 tỷ à. Thành 7.000 ok lên về khoảng 8.000. Su 5. Làm cây siêu 5 cho nó ngon. Anh em mới vô cho lên 200 like á, 26 like nó rất nhiều. Subscribe, subscribe á. Siêu 5 giờ đi được còn 1.000 mấy 2.000 tỷ mà ra được tiền đạo nè. Rốt 3 siêu cũng có người bán nãy. Rốt siêu bán không? Rốt siêu 2.000 không bán không nhả luôn à. Rốt siêu mắc về 120 luôn nhả. Tiếng núi gì nữa, làm Eusebio ngon. Eusebio nhá. Mấy bạn mới chơi mà. Eusebio đúng. Gulit CU. Trời quá là quá cặp này thì thôi với cây này hơi bị ngon á. Cặp này hơi bị ngon á. Kìa đúng rồi, đúng bài à. Cây CU đâu có TML đó, này cây CU mà. Đi con này ít càng ít TML nó giá nó càng rẻ. Dễ đi hơn. Cây này tôi build thôi chứ hơi bị đẹp luôn á. Thêm hai con cánh nữa đi phải 5 năm nó ngon, 600 tỷ một con. 600 tỷ một con ra là Mane 200 mà. Mane 200, Bero Gulit và Eusebio tính là ngon á. Rốt 3 à. Rốt 3 dính Chelsea nó mắc quá. Không 5 năm nữa. 5 năm mắc á. 600 tỷ rồi ra. Rodrigo à, bán không? Lao rút bán. Rodrigo lao rút. AB đi bê lế được không? AB đi bê lế không ngon. Đùa. Bê lê châu Phi luôn á nha. Bê lê châu Phi cũng em. Tao suy không bán mà. Cho 20 số à. Tiếp tục màn 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 lít đê. À bê đi bê lế nó nhả không ta? Em sẽ cứu bóp rồi, em sẽ gì? Bellingham. Bên nào bán nào? Lipman mình hả? Bán người ta con này cho 20.200 à? Không méo nhả ta. Cầm 6.000 tỷ trong em giờ bị return 5 à? Return 5 thì tôi được sưu 5, return 5 làm gì? Đi cho anh em coi nhá, từ đâu? Không thì phải vừa vàng hết chứ. Được hết á. Bê lê không bán ha. Bê lê, con bê lê sợ không bán đâu chứ không phải là không mua. Sợ không bán đâu chứ mày hiếm quá. Khó chẳng là khó. Kai Havertz rồi. Bán này sao giá nó kỳ vậy ta. Rodrigo Torres à. Ba tiền đạo luôn cũng được. Torres cũng được. Torres Seu cũng được. Binh con này về đá đây. Cho El Seu đẩy ra cánh được. Thêm rốc 3 được không ta? Rốc 3 có bán đúng không? Thêm rốc 3 là được bao nhiêu rồi? Thêm nhớ tôi thêm rốc 3 ở đây thì được 4 con hả? 4 con Eusebio cánh đúng không? Rốc 3 với Torres ST.
Gulit CDM. Mà tôi thật ngon ấy. Thêm con cánh con CDM cũng được. Tạo bao nhiêu? Thêm con cánh con CDM thôi đúng không? Con cánh CDM thôi cũng được nữa. Càng cố gắng con cánh dễ giá quá. Còn 800 tỷ à? Thì mấy con này nhỏ nhỏ mua mà hạng con này dễ mua nên lúc đó trời ơi. Brahim bán ra Him Kanuri Harikiwell Sakiri sao cho 17 phôi CU lên chứ làm lấy được mớ phôi mà đập mấy ngày CU lên 5 cũng ngon. CU CB bán không? CU CB cộng 5 ra không ta? Ra cầu thủ không? CU CB cộng 5 hả? Zuma bán không? Thấy con nhỏ nhỏ không bán thôi. Thêm mấy con nhỏ nhỏ đang bán ta. Mấy này khôn với người ta, mấy con nhỏ nhỏ 100 tỷ không bán không? Không ai bán không? 100 tỷ, 200 tỷ không bán không à? Càng như ta, chùa chỉ có đập rồi đúng không? Ai chỉ có đập rồi, khó thiệt chứ. Ken Oxenoknon F Mandy chiêu này không bán luôn, bắt buộc phải đập đúng không? Bắt buộc phải đập. Không có gọi lầm lại. Sêu 5 khó ta. Đập mấy con nhỏ nhỏ là con 115 về đá cũng được rồi, cũng là ý chứ. Rico Lewis nè, bán nó bán có còn 4 Rico Lewis bán tới đây nè. Chịu khó mùi chèn. Thôi thì mình chịu khó mùi chèn không. Caceres là chạy nhanh, chạy 117 đúng không? Cũng mày chạy nhanh á, cho bán 6 luôn mà. Ra bán su 8 đập lên đá. Ra bán su đập lên 5 đá. B không nữa. Rồi thân 8 luôn. Đức là Đức à. Đức GK tao đủ đen vậy. Đức GK Farman 17 à. Ôi. Anh em biết cái điều tiếc nuối của tôi nhất là gì không? Là tôi chưa từng mở ra C7 CC8 thôi. Còn tôi trong cái sơn lan thực sự tôi chả gì tiếc nuối nữa. Với tôi tiếc nuối lớn nhất đó chính là tôi chưa từng mở ra C7 CC8. Hãy cho tôi hoàn thiện cái giấc mơ đó là đẹp. Số đêm 3 Miranda. Ok mình được thu về để có thu hoạch gì đây. Nên Danilo một màu về cánh đó không này đá CB được nha. Con này đá CB được. Để coi. Tờ Chu Mini một con CDM. Tờ Chu Mini. Tờ Chu Mini à. Tờ Chu Mini. Tờ Chu Mini. Tờ Chu Mini. Cây CC cộng 8 này thì hơi bị đỉnh cao. Tờ Chu Mini vào. Ở bên team này căng nha. Rock 3. Bây giờ có Gulip với lại Mini CB CDM rồi nè. Cái yêu siêu cánh Torres với lại Rock 3 cặp CB cặp tiền đạo đúng không? Thêm một con cánh nữa thôi. Thêm một con cánh nữa thôi là đẹp rồi. Tôi còn nào ta? Tôi cặp nào cánh mà Bắc Chi Sung CU á. Bắc Chi Sung CU. Khó gì ta. NCMB là như là được. Full Bomber nó không phải đá rồi. Cái nắm Bắc Chi Sung nữa coi. Còn 1.500 tỷ luôn hả? Năm tỷ có thể mua được con sư nào. Nhưng mà tôi đáng phải đặt con Nathan Ake lên 8, lên 5 cái. Nathan Ake với Danilo không được. Danilo được không ta? Danilo. Danilo luôn mà. Đây ngon 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 ngon. Ừ, Danilo đụng CB nữa, được thêm CB nữa. Danilo đúng không? À là kê được CB giờ thêm con cánh nhé, đi thêm con cánh nhé. Cánh trái còn 15 lương á, 15 lương mà LB hả? Thêm ru luôn nhé đó, thêm ru luôn mà cái này còn gì nữa. Cây siêu cũng nắm vô đây thôi. Được, là anh liên. Tôi có không nhả không ta, ồ này đặt minh nữa, cái gì ba mát cho gió về. Mà sao thiếu tiền. Còn như còn 1.000 hả? Còn 1.000 hả, cao phun ngoài nhãn luôn không? Ôi mấy con này đập giờ một bán đi mà năm ai bán đâu, đập một bán lấy tiền rồi. Chỗ bán cộng 1 ai mua luôn hả? Cộng 1 không ai mua hả? Ác gì quá. Chứ giờ 40 tỷ bán không được không? Cộng 1 bán được không? Bán không ai mua. Còn 1.000 tỷ không bán không có luôn hả? Đùa quá, lý quá vậy. Cộng 1 không ra hàng. Người nông dân mới biết sống sao. Morata, Sunkaya, Brahim. Brahim hả? Brahim, Brahim. Ừ, được rồi, quá chịu.
ngon 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 ngon. Được 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 được, con này quý rồi ta. Tròn cây siêu năm rồi. Tròn cây siêu năm 8.000 tỷ rồi bây. Được cây uống nha. Cây siêu năm rẻ vậy. Cây siêu năm rẻ mà ngon nha. Torres. Ủa sao tim siêu này cộng có bao nhiêu số vậy? À phải 10 cầu thủ cộng 3 hả? 258 lương. 9 rồi chứ đúng không? 9 rồi chứ quan rồi, tôi 27 28. À 9 rồi. Torres rốc 3 8.000 tỷ bây giờ này. 8.000 quá ngon cái này, 8.000 quá ngon cái này. Tôi đúng 8.000, 7 mấy 8.000 nhiêu. Rốc 3 thì nhanh Torres à? Rốc 3 thì nhanh Torres được, Torres nó to, nhìn nó nhanh nữa. Nhanh. Đủ rốc 3 thêm nổ lửa cùng 2.55 đúng không? Rốc 3 được cái 2.55 nha, rốc 3 su 2.55. Brahim Diaz và Eusebio. Ôi xời, chạy nhanh quá, cao quá. Càng hơi khó khăn nhưng có hàng mua là khá ngon, cây này cũng khá đẹp. Tôi xoay từng tới qua người này khoảng quá ha. Gullit Mini. Yeah. Cứ lên mua cái hàng này, mua có mấy con đập á. Đập con phù á. Gullit về luôn mà. Rudiger và Danilo. Rudiger, Danilo. Danilo cũng đập luôn đó, chạy nhanh, Danilo nhanh mà. Nó là cái ngon luôn á. Sa Whitmer ở mấy hồi cánh này còn gần á. Nhà quản lý 422. Rồi rồi vô. Đủ học bài quá vậy. Đi học ba. Tôi đã kiến tạo rất ba như hoàng đó. Nút đó. À, lâu rồi mới vô có like, là quen sáng nha. Lâu rồi đó có like à. Rất ba từ 2.55 mà CU nó ảo thiệt chứ. Tôi rất ba ngon á ha. Rất ba tự dưng lên 2.55 nhìn nó ngon á. Đi đi rất nhưng đang làm 4 năm tiền lên 5 năm nhìn ngon vậy. Ồ, lúc 3 xong nhìn đỉnh cao ta. Tchouameni, Eusebio, Fernando Torres. Ba, nhìn lúc 3 thích vậy. Nhìn lúc 3 thích vậy. Lúc 3 xong nhìn ngon á. Nhìn ngon như à. Ồ, lúc 3. Anh ấy đã chi cả quốc cái thời để giành lại quyền quyền. Quét, chạy. Ôi, tổ chức của chính phủ phạt công cho đội bóng. Chạy. Và đó, đẳng cấp của Fernando Torres. Chạy vô gôn luôn mà. Rốt bài đã phạt không? Rốt bài đã phạt vô luôn hả? Ồ, đúng ba nó phạt kìa. Đúng ba nó phạt đúng cao vậy. Ồ, đúng ba này ngon á, 2.000 tỷ đáng giá quá mà còn đâu nữa. Ấy, Eusebio. Kiến tạo tàu ra, Eusebio ngon quá. Trời ơi, đúng ba chiếu số like nhiều quá, Eusebio chưa thiên nhiều. Ba không phải chọn chiếc hay quá vậy. Thấp ba chọn chiếc hay được ta. Tắt ngay trong tỷ là ngon ghê ha. Đồ kè em ru ra. Và cho người thành công của Micronesia. Eusebio. Eusebio. Cái gì vậy? Một tình huống chạm bóng tinh tế. Đó là pha phản công. Một tình huống sẽ trời ơi. Ồ, kiến tạo à. Trời ơi, kiến tạo của Eusebio dành cho Fernando Torres. Đang bốn phút nào vậy? Trời, kiến tạo đẳng cấp á. Lionel Messi. Chơi người nào mới đá Messi thôi. Quá ta. Một pha bóng tuyệt vời dành cho Fernando Torres. Căng hơn nữa chứ gì.
Thì mình ăn hết anh em à. Dễ. Này bị gì ta? Không làm gì bạn ta. Angga di Maria. Para doctoras. Lúc mà chạy ai đó, lúc hai bạn xuống thì chạy chạy nhiều quá vậy. Sibio. Đi đi lắm bà. Bài quá bà sù chọn như vậy quá. Cây ha. Tụng nó sức bay ngô luôn mà. Anh à này biết đâu biết làm rồi. Mình vô trong ra góc mình nhảy. Nè cây cây cái tròn chạy sao tôi biết làm đó ta, anh biết làm nút đó sao vậy ta, không biết ăn mừng sao cái nút ăn mừng sao ta, ăn mừng sao ta. Cái đó bấm lúc nào vậy? Cái đó tôi không biết luôn á. Nè Amino đã xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ để thực hiện pha tác bóng đó. Và trả bóng cũng cho đồng đội. Đó là đường truyền lơ lửng chính xác. Chọn chứ mà. Nếu là cái chỉ tay nó chuột dây rồi nhau im tục là sao? Chỉ tay xuống đất là sao? Trước với khoảng cách khá xa. Và đừng quên để lại một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.